Dạ. Sao mà? Đứng đứng vô đứng vô. Ngày gia đình chú Huy thì lý con mấy? Dạ. Đợi lâu 2 tiếng. Tại phi trường 4 giờ. 4 giờ. 4 giờ. Tại ngồi làm phí và cảnh. Lâu quá. Đúng rồi. Phải gọi điện mà đâu gọi được đâu. Điện thoại chưa có mất sóng. Lời trước đi đi. Nguyên này. Yeah, because you know, sometimes that if we hit the car, rather than tell me. So give us 20-30. Khánh đâu rồi? Biến đâu mát rồi. 20-30. Đúng rồi, đứng không?